Hot Girl tạp hóa Hàn Hằng lộ mặt mộc, xuống cấp chưa từng thấy, nhan sắc nữ thần giờ còn đâu. Một hot girl đình đám được ví như nữ thần mạng vừa để lộ hình ảnh gương mặt xuống cấp trông kém sắc, không được hoàn mỹ như trước khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Nhân vật được réo tên trên chính là Hàn Hằng. Cụ thể, thứ khiến nhan sắc Hàn Hằng tụt hạng vài phần xuất phát từ làn da đầy mụn, đặc biệt ở vùng má. Nhìn hình ảnh này, nhiều người hâm mộ của cô nàng không khỏi xót xa, thương cho nhan sắc vốn xinh đẹp của cô. Theo nữ hot girl chia sẻ, đây không phải là lần đầu tiên cô gặp tình trạng này nên vẫn khá bình tĩnh. Những lúc như vậy, cô sẽ thường cất gọn công việc sang một bên để chú tâm hơn trong việc dưỡng da và chăm sóc sức khỏe của mình. Hàn Hằng cũng nói thêm, tình trạng này xảy ra là do cô thường thức khuya để làm việc, cũng như có chế độ ăn uống vô tội vạ. Thật sự rất stress vì làn da nhạy cảm này, thường quá trình mụn đến lúc lành sẽ kéo dài khoảng 2 tuần. 2 tuần sống trong tự ti không gặp ai thế mới thấy thương các bạn bị mụn quanh năm khó chữa, nhưng mưa nào mà không tạnh, cố lên, Hàn Hằng tâm sự và tự an ủi bản thân. Do đặc thù công việc nên cô phải trang điểm liên tục khiến da không có thời gian thở. Sắp tới cô sẽ ngưng trang điểm khoảng 2 tuần, đồng thời thực hiện chăm sóc da theo hướng dẫn của bác sĩ. Từng mất tích trên mạng xã hội suốt một thời gian dài, nhưng dạo gần đây 9X lại chăm chỉ đăng ảnh bản thân cũng như tương tác nhiệt tình hơn. Cách đây không lâu, Hàn Hằng cũng từng công bố loạt ảnh mặt mộc của bản thân, kèm theo đó là những vết mụn thâm đen chi chít trên gương mặt. Cô gái có làn da nhạy cảm, một năm lên mụn 7-7-49 lần, cái mặt một tuần trước đi nặn mụn xong peel, loại bỏ các tế bào chết bụi bẩn, vi khuẩn nằm sâu dưới lỗ chân lông, da hôm nay không make up gì đã láng mịn lắm rồi, vẫn còn mấy vết thêm nhưng không sao, sẽ tiêu diệt hết. Cô viết, Hàn Hằng, tên thật là Hàn Hải Hằng, sinh năm 1999, là hot girl nổi tiếng đến từ Thanh Hóa. Hiện tại, cô nàng đang là người mẫu ảnh tự do, đạt 643.000 người theo dõi trên trang cá nhân. Có thể nói nhan sắc của Hàn Hằng mỗi lần xuất hiện đều khiến netizen suýt xoa vì quá xinh, nhưng chẳng ai ngờ có những lúc cô nàng cũng phải trầm cảm vì nhan sắc không như ý. Cách đây nhiều năm, Hàn Hằng từng bị gắn với cái tên hot girl tạp hóa khi cô liên tục nhận PR quá nhiều mặt hàng, khi thì thứ này, mai thì thứ khác. Đáng nói, Hàn Hằng còn liên tục bị phốt vì hành động PR lố không đúng sự thật của mình. Tiêu biểu như một vài vụ lùm xùm liên tục bị tố PR tràn lan, có thời gian cô còn bị một chủ shop online tố nhận tiền PR rồi biến mất. Song song với việc PR không có tâm, tên tuổi của hot girl thị phi Hàn Hằng gắn với tin đồn là người thứ ba khiến cho chuyện tình giữa vlogger Huy Me và bạn gái Trúc Anh sụp đổ. Nhưng đang ở trong tâm bão, Hàn Hằng bất ngờ công khai bạn trai là Rick Kid Hà Thành, tên Trung Japan. Khi đó cả Huy Me và Trúc Anh đều lên tiếng khẳng định họ vẫn là những người bạn và cô nàng Hàn Hằng không phải là lý do khiến mối tình đôi trẻ tan vỡ. Sự việc tạm lắng xuống, nhưng chưa đầy vài tháng, cặp gái xinh Rick Kid cũng chính thức đường ai nấy đi. Đến nay, những nghi vấn về chuyện tình cảm của Hàn Hằng và Huy Me vẫn chưa bao giờ giảm nhiệt, dù khẳng định chỉ là bạn, nhưng cả hai liên tiếp có những động thái khó hiểu trên mạng xã hội, họ còn bị bắt gặp đi chơi riêng với nhau. Ngày 8 tháng 11 năm 2021, Hàn Hằng đã bất ngờ xuất hiện trên trang cá nhân nhân dịp sinh nhật tuổi 22. Đây là lần đầu tiên hot girl tạp hóa đăng ảnh trở lại sau scandal khi lỡ tay làm lộ hành động nhạy cảm của cặp đôi đang hot trên mạng xã hội là Trang Lu và Tùng Sơn. Được biết, lý do Hàn Hằng mất tích suốt quãng thời gian qua không phải vì scandal mà là để tập trung vào việc học và hoàn thành chương trình tốt nghiệp đại học một cách tốt nhất. Dòng bão qua đi, cuộc sống của Hàn Hằng hiện tại được nhiều người ngưỡng mộ. Ngoài nhan sắc xinh đẹp, cô còn sở hữu thân hình bốc lửa. Từ đó cô liên tục được các nhãn hàng mời làm người mẫu. Nguồn thu nhập từ đây cũng tăng nhanh chóng.